Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Xưa trong xóm của Tony xảy ra một vụ trộm. Tên trộm bị bắt để ở nhà hương xá, mặt quý gặp, cái áo bị xẻ thành sợi dây để cột hai tay ở phía sau. Mấy ông ở thôn đang ngồi tra hỏi gì đó, còn dân chúng thì đứng bên ngoài bàn tán xôn xao. Tony cũng chen lấn đến để coi mặt cho biết thằng ăn trộm. Đó là lần duy nhất Tony còn nhớ về trộm ở quê. Thời xưa làng quê yên bình lắm, không có nạn trộm chó kinh hoàng như bây giờ. Ngày xưa người ta nuôi chó để canh giữ nhà, bây giờ nhà nhà phải canh giữ chó. Khi đi học, quay cóp chính là ăn cắp và lừa gạt. Ăn cắp kiến thức và lừa gạt thầy cô. Tony thì chưa bao giờ quay bài vì tính kiêu ngạo. Kiêu ngạo với cái xấu, với người xấu của mình. Không lẽ bàn tay này, ánh mắt này lại thụt thò lén lút? Nhưng năm lớp 10, cũng vài lần bạn A, bạn B trong lớp quay môn sử rồi đọc cho chép. Sau đó thấy xấu hổ nên thôi. Lúc du học, Tony kể vụ quay phim với bạn bè ở nước ngoài. Tụi nó ngạc nhiên vô cùng. Đối với phương Tây, học sinh quay cóp là hiện tượng rất cá biệt, xếp vào dạng tâm thần nhẹ. Bạn xem phim hài Mr. Bean đi thi sẽ biết điều đó. Ở Singapore, một khi phát hiện kẻ cầm nhầm, nếu còn nhỏ sẽ bị phạt roi. Người lớn cầm nhầm thì sẽ bị bắt ngồi đọc đạo đức. Khi nhìn thấy mỡ treo, miệng mèo sẽ phải tự nuốt nước bọt vì không được phép ăn, vì không phải của mình. Chuyện ở Thái Lan lâu rồi, đoàn khách của một công ty nước ngoài sang chơi. Chị sếp này quen thói hống hách, cứ ghé lấy cái gì thì nhân viên dưới quyền mặc nhiên hiểu là phải trả tiền, coi như tặng quà. Thế là lúc vào cửa hàng miễn thuế trong sân bay Bangkok, chị nhón lấy cái mắt kính 120 đô, rồi thản nhiên bỏ vô giỏ đi ra. Cậu trợ lý mới vô làm có vẻ ghét cái kiểu này, thay vì trả tiền cũng bỏ ra ngoài luôn. Thế là đi được đâu 10 phút, chuông báo động ầm ĩ, bảo vệ rầm rập chạy đến còng tay chị lại lôi đi. Chị phủ nhận liền, nói không có. Nó mở giỏ ra thấy cái mắt kính, rồi bất chấp chị chửi bới vang dội, tụi nó lôi đi sành sạch vô phòng cách ly, chiếu lại cho xem cái phim lúc nãy chị đã cầm nhầm như thế nào. Rồi tụi nó hủy chuyến, nhốt chị 2 ngày trong phòng riêng, cơm bưng nước rót đàng hoàng. Chị chỉ việc ngồi và đọc câu tôi là ABC. Hôm nay tôi đã hiểu việc ăn cắp là sai trái. Tôi thề tôi sẽ không bao giờ ăn cắp nữa. Tôi thề trên danh dự của tôi, của hai con tôi là X, Y, tôi sẽ không bao giờ ăn cắp nữa, để con tôi không xấu hổ vì mẹ nó. Nó bắt đọc 1000 lần, đầu tới 900 lần thì miệng chị đã méo qua một bên vì mỏi, nên chị khóc nức nở, nói bọn này ác quá, bắt chị đọc hoài. Quản lý sân bay Thái nói, đủ 1000 lần đi, rồi bay về. Và chị lại tiếp tục, tôi là ABC, tôi bà chấm. Nó nói chị đã già rồi nên nó mới làm nhẹ. Nếu chị mà là đứa thanh niên là nó quất roi vào mông. Nên trên nhiều chuyến bay quốc tế, nếu bạn thấy có mấy cô cậu trẻ mà cứ đi đi lại lại, thì có khi là do cái mông đã sưng tấy. Người ta nói ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Lỡ từng ăn cắp rồi thì thôi đừng ăn cắp nữa bạn nhé, rồi sẽ thấy nó kỳ kỳ thế nào. Ánh mắt đẹp ấy không nên lén lén, bàn tay xinh ấy không nên thụt thò. Cũng giống vậy, ngủ ngày thì quen mắt. Nếu bạn nghỉ trưa một chút thì được,
Nhưng nếu ngủ dài quá cả tiếng đồng hồ thì biến thành ngủ ngày. Nói ra nhiều bạn cãi vì không quen. Nhưng nếu bạn từng đi làm ở nước ngoài hay làm công ty nước ngoài, bạn sẽ thấy không ngủ trưa là bình thường. Công sở ở các nước phát triển, người ta chỉ take a nap chứ không phải sleep. Họ tranh thủ một giờ đó để tập thể dục, trò chuyện, cà phê. Hôm bữa ngang qua một văn phòng rất sang trọng trong tòa nhà kia, lúc đó khoảng 1 giờ chiều, với bản chất tò mò của trai quê, thân y ghé mắt nhìn vô, thấy bên trong có 3 anh Tây và một chị chắc Singapore hay Hàn vẫn ngồi làm việc, còn đâu chục nhân viên thì ngủ la liệt dưới đất. Chăn ga gối đệm mền mùng chiếu hối răng đầy, xoài xanh muối ớt, dao kéo đầy bàn, xa xa là 2 hộp cơm rang dở. Một số chị ngủ há miệng, nước bọt trào ra chảy xuống cổ, bệt vào tóc. Vài anh lâu lâu lại ngáy với tông cao vút. Rồi đúng 1:30, nhiều người vẫn ngáy ngủ, tóc tai rũ rượi, lục tục đứng lên, vừa phủi đít vừa đem mùng mền chiếu gối đi cất, chỉnh đốn trang phục. Và ngoài cửa, cả chục người khách đã xếp hàng chờ vô giao dịch từ rất lâu. Bật đèn rồi mở cửa. Khi khách đầu tiên bước vào, em tiếp tân xinh đẹp cười chào khách, kèm theo một cái ngáp dài muốn sái quay hàng. Trong miền Nam nói là muốn trẹo bạn họng. Trên cằm vẫn còn mấy sợi tóc bị dính chặt vào da do nước bọt trào ra lúc nãy.